Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đang xem channel của mình ngày hôm nay nha. Vẫn như thường lệ thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường để mình hái một cây sả thôi nha cả nhà. Một cây sả thôi. Vì hôm nay mình sẽ làm món bún chả Hà Nội. Bây giờ đi ra đường hái một cây sả nha. Nắng quá cả nhà ơi. Hái một cây một duy nhất thôi. Bây giờ nhà ăn sả là không đi mua nữa cả nhà. Đi ra đường hái thôi. Hôm nay mình sẽ làm thử cái món bún chả Hà Nội ăn nha cả nhà. Ở đây mình có thịt nạc. Thịt nạc xay á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây gia vị, mình nêm gia vị nha. Ít muối và một ít đường, hạt nêm, tỏi, hành tím băm, sả và một ít tiêu. Mình cho vô một ít nước màu nữa cả nhà để cho cái màu của nó đẹp á. Cho một miếng nước mắm nữa nha. Cái này ướp xong một hồi nữa. Ướp cái này xong một hồi nữa mình sẽ nướng. Thơm quá hả con? Thơm quá. À thơm quá hả? Thơm quá, mẹ thơm quá. Rồi, mình để ở đây đi, xong rồi mình đi làm nào. Dưa chua. Thơm quá. Trời ơi, Sophia nó lại nhắc ghế đem qua. Mình mua được 4 miếng thịt nữa nè cả nhà. Vì mình ướp làm cơm sườn cho chồng mình á. Anh chồng mình nó rất là thích ăn cơm sườn nướng. Con lên hả? Con lên con coi mẹ làm hả? Thì cái sườn nướng này của mình á, mình cũng sẽ ướp trong đây là sả băm. Nãy mình đi nhổ một cây sả. Daddy ăn á, mẹ làm cho Daddy ăn. Cái này là tỏi băm, hành băm nha cả nhà. Nhớ lại sả băm. Mẹ ăn bên nha mẹ. Tỏi băm, hành băm, sả băm. Mẹ quay cái khác này. Rồi, hết rồi. Sườn nướng của mình sẽ cho nước tương. Đây là sữa đặc. Wow. Ngũ vị hương, cho một ít ngũ vị hương. Tại vì chút xíu nữa mình nhúng than đó, hay là mình nướng thịt. Cho nên sẵn tiện đó, mình ướp luôn 4 miếng sườn này. Cái này xong rồi mình sẽ để đây cho nó thấm nha cả nhà. Khoảng nửa tiếng đồng hồ mình sẽ đem đi nướng. Bây giờ mình sẽ làm cái phần mà dưa chua nha các bạn. Cái này thì mình có cà rốt. Cái này là đu đủ xanh cả nhà ơi. Mình không có ăn su á, nên mình không có mua su. Cho nên mình ăn đu đủ xanh với lại cà rốt. Thì bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít muối nha. Cho vô đây ít muối. Cho ít muối xong mình để đây cho nó ngấm khoảng chừng 15 phút á. Xong rồi mình sẽ cho thêm đường với lại giấm vô. Bây giờ mình sẽ để đây 15 phút đi, đặng cho nó mềm nhưng mà nó vẫn giòn các bạn. Chứ nó không phải mềm mà nó rục. Bữa mấy cọng salad mình bỏ xuống cả nhà, bữa nay nó bự rồi nè. Bữa nay như vậy là ăn được rồi các bạn. Cái này là cải ăn bánh xèo á. Trời ơi, giờ cải bánh xèo của mình ở bên kia nó quá trời luôn. Mà mình mới bỏ xuống nữa nè. Nay nó lên rồi. Sẽ hái mấy cọng này tại vì cái này là ăn được hết rồi nè cả nhà. Đó, mình sẽ hái cái này xuống rồi mình rửa sạch sẽ. Xong rồi mình sẽ trộn chung vô tất cả các loại rau để mình ăn cái món bún chả. Ngồi đi qua bên kia hái một ít ngồi rí nữa. Đó, như vậy là ăn được rồi cả nhà, nó tươi xanh luôn nè. Mình hái được một ít quế. Bây giờ mình hái thêm một ít salad nữa. Ơi, trời mưa hả? Trời, con đi lên đây con mệt quá hả? Trời ơi, vậy con đi lên làm chi? Con không ở dưới với Daddy đi. Con không ở dưới với Daddy đi, con đi lên đây làm chi? Lên đây rồi con hô con mệt quá. Rồi, trời ơi, sình không à. Sình không luôn, đi xuống dưới rửa. Đây là cái chậu bạc hà mà mình cắt. Bữa mình về mình cắt mình bỏ hết. Xong bữa nay nó lú nè. Hái một ít bạc hà này xuống ăn nữa cho nó thơm. Bữa nay nó lú lên rồi cả nhà. Rồi, nhiêu đây thôi. Cái chậu ngò rí của mình nè cả nhà. Đó, mình sẽ hái một ít ngò rí này xuống.
Muốn xịt đó hả? Đợi chút đi con. Ta đi về kìa Phi ơi. Ta đi về dưới kìa. Rồi nó tươi hết. Tốt quá, sức tốt. Hái xong rồi xuống là mình lặt lại. Trời ơi nó thơm quá trời luôn á. Mình hái gì là nó thơm gì đâu luôn. Ngồi rí này mà ăn bánh gì ta? Bánh mì á, ngon cả nhà, thơm á. Trời ơi, cái cọng ngồi rí nè. Tươi hết sức tươi vô, tốt quá sức tốt. Thơm phức à. Chim hót líu lo. Hái luôn mấy cái lá tía tô này. Xuống trộn vô cho nó đẹp đẹp. Mấy cái lá tía tô này sao nó bị quéo lá hết trơn ta. Đó. Xong được một gỗ rau cả nhà ơi. Bây giờ đi xuống mình làm bún chả Hà Nội ăn nha. Bây giờ mình sẽ cho thịt đi ra nướng nha cả nhà. Ok, bây giờ sẽ đi ra ngoài nướng. Rồi bây giờ mình đang nướng thịt nha cả nhà. Đó, hấp dẫn lắm. Hấp dẫn. Mình mới chở bề nó qua đó các bạn. Rất là thơm luôn. Cái phần chả đó mình nướng xong rồi cả nhà. Bây giờ thì mình đang nướng sườn. Nướng sườn của chồng mình ăn cơm sườn nướng các bạn. Cùng gia đình nhật của mình ngày hôm nay. Hôm nay nhà mình ăn bún chả Hà Nội nha cả nhà ơi. Ok, darling. Cái nào con? Cái nào đúng không? Đây nè, mẹ có cho con nè. Nè, mẹ có cho con nè. Không phải. Chứ cái nào? Cái này hả? Cái này đúng không? What's the fancy word? Yeah, I know. Cái này là trà sữa đó cả nhà, trà sữa đào, thạch trái cây, chân trâu, mình tự làm luôn đó. Nhớ con có ly dễ thương không? À, rồi con muốn này đúng không? Rồi con ngồi xuống đi, con đi lấy cho. Con đi có cho trong cái ly này rồi đó, mà con không thấy con đòi đó. Nè, rồi con múc đi, con múc đi. Wow, chân trâu á, trà sữa chân trâu tự làm, trà sữa chân trâu, cái này là trà đào, thạch trái cây, chân trâu. Có đào nữa nè cả nhà, có miếng đào nữa. Đào này là mình mua ở trong cái hộp á. Sweet, that's like dessert. Sweet, yeah, dessert. It's so, like the $10 dessert. Sweet, hả? Ngon không? Chân trâu. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ok, xin mời cả nhà nha. Trời ơi, nấu xong cả nhà thấy không? Đứng ở ngoài nướng nó nóng, cái mặt mình nó đỏ luôn nè. Không có trang điểm nha cả nhà, không có miếng trang điểm nào hết trơn, không có thời gian trang điểm nữa, với lại thật ra không có biết trang điểm cho nên khỏi trang điểm đi. So, you want rice?
chồng mình ăn cơm sườn cả nhà ơi. Ta đem tới đây là miếng sườn của chồng đây. Chưa biết. Tại vì anh sợ là anh ăn không có được á, cho nên mình nướng thêm sườn cho anh ăn cơm. Ok, xin mời. So these pickles are different? Yeah, this is pickle, but I just make a few minutes ago, like 30 minutes ago for it. Okay, this is pickle. Cái này là dưa chua hả tắm? Pickle, đó, cái này là mình làm cho chồng mình ăn cơm tắm nè, miếng thịt nướng, bánh mì, anh thích ăn cái này lắm. Anh thích như là anh thích ăn cái dưa muối này lắm, ở cái gì là tao quên này, với củ cải dưa chua. Còn mình sang món bún chả Hà Nội, đây là miếng chả nè, mình nướng nè, trời ơi nó thơm mà nó vàng đã lắm luôn, cả nhà ơi thơm quá nè, thôi đi đâu. Hồi nãy mình nướng là nó bốc lụm rồi đó. Lúc mà mình nướng là nó bốc lụm rồi, xin mời cả nhà nha. Mình sang thử món bún chả Hà Nội coi. Đây là mình tự làm luôn. Bún chả Hà Nội tự làm tại nhà luôn. Đó, phải bỏ ta, phải bỏ bún vô ta. Bỏ bún vô xong rồi chan nước mắm vô. Xong rồi cho cái dưa chua này vô. Trời ơi mình rất thích cái dĩa rau này của mình luôn cả nhà, biết sao không? Tại vì rau mình hái trên vườn á. Hái ở trên sân thượng á. Salad nè, ngò rí nè. Rồi bạc hà min á. Với lại cái này là tí tô hả ta? Tí tô như quế. Yes darling. That looks good. Look good. I'll try some. Ok. Xin mời cả nhà nha. Trời ơi nấu xong nó bụng thấy bà luôn. Nhưng mà trời thì nắng nữa. Nướng ở ngoài nó nóng như dễ sợ nóng luôn. Ngon không con? Con này nó sợ dễ sợ thôi. Nói chung là ăn bánh thịt nãy mình ăn thử rồi rất là ngon, chồng mình ăn cũng lụm, nó thấy mấy mấy cục rồi. Thịt ngon, thấm ngon, đậm đà. Má cà phê không phải cà phê đâu hả? Trà sữa. Trà sữa chứ không phải cà phê CC Coffee. Thì nó cà phê. Show you the lettuce. What's this? Looks bitter. Try. Try. Three? Oh, no, here. He's a mean darling. Couldn't see that. Good. And then this looks like basil? No, this one looks like basil. And then you put meat? No, okay. Đúng trời ạ. Kêu full chứ con. Đi sao đâu, ngồi nó mày cho. Đã tắm nó thay đồ cho. Ok. Ngồi đâu bạn em? Fine. Có khổ rồi. It's good. It's a lot for me. This stuff's always good. Yeah. Mẹ, muốn nhớ. Dưa lũ, cà rốt, ngon lắm, chua chua, ngọt ngọt. Hôm qua đi làm tóc nguyên ngày, bỏ đói hai cha con luôn. Gà ngon lắm.
Ngồi rất là quan, trời ơi con xảo quá kìa, ngồi rất là quan. Té bây giờ. Gà. Ừ. Không. Oh, bắt sô bia. Này cứ nói gà là ăn hả? Cứ nói gà là ăn hả? Nó có ăn gà, nó có. Thích không? Con bia nó khoái à. Cái chân trâu này là mình mua cái nhà ơi, chứ mình không có làm. Thôi mình đi về Mỹ á, mình ghé trong La Market á, mình mua một bịch chân trâu với một hũ trái cây. Được không? Rồi ngon quá. What did you get at Lamb Market? Lúc anh chồng anh thấy mình mua, anh hỏi trời ơi em mua chi vậy, này bên Singapore có mà. Thật ra là mình thì không có, với lại mình không thích đó cả nhà, tại vì mình sợ, cũng sợ đồ Trung Quốc á, cho nên mình không có dám mua bên này. Min. That's why we were almost overweight on our luggage. Tại cái hũ tạp trái cây nó rất là bự mà nó rất là nặng nữa. Nó không biết là mình mua cái đây để làm gì. Nè, về đi, ra mà biết. Rồi, cái dưa chua này cũng ngon nữa cả nhà. You need to try it. I just made few minutes ago. How is it? With the... What are you trying to try yourself? Green papaya. Green papaya. Ok. Tại vậy á. Cái gì cơ? Lại ướt hả? Con ngồi xuống đầu ngoài đi, con không được ngồi vậy. Tại vì mình thật ra mình đã thử trước khi lên bàn rồi. Chứ lỡ lên đây ăn không được. Tại vì bánh lại mình ăn không được nữa mình. Sốt thế. Wow. Nó. Sốt sugar. Cái gì? Em nè, cái đó là chân trâu. Đúng rồi đó. Tại vì á, khi mà mình làm cái dưa chua này á, cả nhà ăn liền á, thì mình sẽ cho một ít giấm, nhưng mà mình cho thêm một ít chanh nữa thì cái mùi vị giấm nó không có nặng cái mùi giấm, mà bỏ thêm một ít chanh nữa nó sẽ chua và nó không có bị nặng mùi giấm, nó ngon hơn. Trời ơi, nó tìm chân trâu đây, để mình lấy chân trâu cho. Thank you mommy. You're welcome. Trời ơi, nó nịnh dữ lắm luôn. Cho nó cái gì, nó muốn cái gì mà cho nó đi, rồi nó nịnh cho bà thấy. Trời ơi, mình không có quen xả tóc á cả nhà, cho nên hả cảm thấy nó rất là bực mình. Ăn uống mà để tóc cho nó lượn xụn gì mình thấy mình cũng không có thích lắm luôn. Tại vì mới làm tóc ngày hôm qua, cho nên hôm nay ngựa xả tóc. Chứ thật ra mình không có thích xả tóc đâu. Xả tóc nó lượn thượng lắm, mình rất là bận rộn công việc á, rồi chăm Sophia rồi tùm lum hết trơn, thế mình không có thích xả tóc rồi nè. Ăn uống vậy xả tóc lượn thượng mình thấy mình không có thích. Vì mới hôm qua mới làm tóc nên hôm nay ngựa. Hôm qua nha, yeah, thank you. Hôm qua cho hai cho con nhịn đói. Hai cái nè. Bữa nay cho ăn bột. Hai cái. Dạ, yeah, ba cái. Three. Three là ba. Ba cái. Dạ, yeah, ba cái. One, two, yeah, three. Mum. Mum. Mâm ra ngoài nó rớt đổ trơn luôn á. Ok con. Cho nên hôm nay hả mình bù lại, tại vì chồng mình rất thích ăn đồ nướng á. Đi ra Hà Nội mà ăn món này, với món chả cá lão vọng ngon quá trời luôn, mà lâu lắm rồi mình không có được đi lại á, cái mình cũng lâu lắm mà không được ăn. Tình cờ ngày hôm qua em làm tóc, con gái mình
có cái kế bên có nhà hàng Việt Nam, mình coi menu á để mình gọi đồ ăn trưa. Cái tình cờ mình thấy cái món bún chả Hà Nội nè, mình nghĩ hôm nay giờ mình làm. Cái vị chua này ngon quá, cái chua ngon quá. Cơm mình cũng nấu cơm tấm rồi đó cả nhà. Mình nấu hạt hạt cơm tấm á. Hạt tấm á. Nha. Yeah. Rồi ăn cơm nữa. Nó còn không? Cả nhà biết không? Tại vì cái vườn rau của mình hôm bữa mình về á, mình đã gụi mình dọn sạch sẽ rồi, nãy mình trồng lại rau mới. Cho nên cái bạc hà này nè, hôm bữa mình cắt hết trơn, bữa nay nó vừa lú luôn. Nó lú còn nhỏ nhỏ mà ăn nó đã gì đâu. Ngon không? Cha Sư Viêm mới mua cái ghế ngồi xe đạp các bạn, ghế nhỏ nhỏ để cái xe đạp nhỏ cho mình chạy, mình chở Sư Viêm đi chơi. Tại buổi chiều ở đây mát lắm luôn á, chiều chở Sư Viêm đi chơi. Con bao nhiêu đi thuê cháu nha hàng. Ok. Cháu đi thuê cháu nha hàng. Ăn xong rồi đi xe đạp nha. Tại vì cha Sư Viêm cũng có một cái ghế cho em bé ngồi xe đạp nữa, nhưng mà cái xe xa Sư Viêm bự lắm, mình ngồi không tới. Đó, cho nên mua thêm một cái nữa, có nghĩa là nhà có tới hai cái ghế em bé cho ngồi trên sàn. Xong rồi cái thấy nó được chưa? Ok con. Hả? Ơi miss me at home. Cái đó của mami đó. Ngon quá. Trời ơi, nhất là cái món này luôn, món chua này, món vị chua này ngon quá trời ngon. Yeah, we're gonna wait a little while, okay? Not till after nap time. Daddy. I don't know, but later. But not right now. Come on. I'm done right now, though, even. Mew. You gotta work hard to get a little bit of everything. Min, thơm. You want more, right? Okay. Get more rice.
lấy cơm. Mình mua cái cơm tấm, hạt gạo tấm á cả nhà. Giờ mình nấu cơm tấm cho chồng mình ăn không phải. Gotta get this. It's the right proportion. Already. Với lại cũng có cái ống hút bự để mà hút lên. Sweet. Sweet. Need more ice. No. No, có thể cần hút. Trời ơi, có hạt trăng dâu. Cái hạt trăng dâu này cả nhà, ngon ghê luôn. Dài, ngon và thơm. Ngon quá. Còn mình thì Việt Nam thì mình ăn trái cây hoặc là mình ăn trái cây hoặc là chè. Chiến dĩa ra cũng được hết chứ.
Má không có áo mà không khăn tay của Daddy á. Daddy ăn hay là chét mà ha. Daddy ăn rồi hay có cái khăn gì nè. Rồi xong anh không có thích mấy cái khăn giấy nhỏ nhỏ này, khăn phải khăn bự gì nè. Ok à, chào cô chú, chào tạm biệt cô chú nha. Gì vậy? Gì vậy? Ôm I love you mommy. I love you Sophie. I love you daddy. Con nói đi, I love you daddy. I love you mommy. Ok, mình tạo nhiều video tại đây nha cả nhà ơi. À, rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì theo dõi video của mình. À, mình xin cảm ơn và trên xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá.